Kinh doanh online hiện đang là một xu thế tất yếu của xã hội, nó đang phát triển một cách chóng mặt. Kinh doanh online các bạn có thể tiết kiệm được vô vàn chi phí, từ chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên, chi phí marketing và còn rất nhiều chi phí khác. Bên cạnh việc phát triển nhanh và mạng lưới vô cùng lớn, nó sẽ kéo theo một ít rủi ro không mong muốn. Làm cách nào để khi các bạn kinh doanh online các bạn không bị lừa? Vì khi các bạn kinh doanh online, các bạn chỉ quen biết nhau qua mạng thôi. Các bạn không biết nhà cửa của họ ra sao, các bạn không biết họ là người như thế nào, và các bạn không biết họ ở đâu, đúng không? Thì bằng cách nào để chúng ta không bị lừa? Việc trước tiên các bạn cần là phải tìm hiểu công ty của họ là công ty nằm ở đâu, sản phẩm của họ là sản phẩm mang đến giá trị như thế nào cho khách hàng, và thương hiệu của họ đã có tên tuổi trên thị trường bao lâu rồi, uy tín ra sao, công ty đến sản phẩm có giấy công bố chất lượng của Sở Y tế hay không, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hay không. Và cách đơn giản nhất để các bạn tìm hiểu được những điều trên, các bạn có thể lên Google, các bạn search và các bạn tìm hiểu thông tin. Thứ nhất, thứ hai nữa, các bạn sẽ vào Facebook của người đó và tìm hiểu tường tận thương hiệu của người đó như thế nào, sản phẩm của người đó đã có trên thị trường uy tín hay chưa.